Một mùa hè nữa lại bắt đầu, tạm rời xa chiếc ghế nhà trường. Các bạn nhỏ được hòa mình giữa không gian thiên nhiên, say sưa theo từng nốt nhạc. Hay sôi nổi với trò chơi đoán chữ theo hình ở lớp học tiếng Anh. Và tỏa sức sáng tạo với trí tưởng tượng phong phú ở lớp hội họa. Hít thở không khí trong lành cùng trải nghiệm với bộ môn yêu thích chắc chắn là một điều rất tuyệt vời đối với các em nhỏ trong dịp hè. Từ trước đến nay thì các em học sinh đa số là môi trường học tập của các em là gắn với lớp học và cái bảng đen. Nhưng mà khi các em mà được ra ngoài, bên ngoài môi trường xung quanh có rất là nhiều người qua lại và các em được làm quen với môi trường tập thể thì tôi cảm thấy là các em học tập tốt hơn, tích cực, sôi nổi hơn. Qua đó thì khi mà học sinh hào hứng hơn thì giáo viên cũng có một cái tác động rất là tích cực để các em có thể học tập tốt hơn. Chính những điều mới mẻ trong phương pháp phát triển năng khiếu cho thiếu nhi như thế này đã thu hút được không ít sự quan tâm của các bậc phụ huynh khi muốn tìm cho con em mình một môi trường vừa được học tập, giao lưu, giúp các em trở nên mạnh dạn, tự tin, thể hiện mình trước đám đông. Thường thường em thường học trong buổi học, nhưng hôm nay em được ra ngoài trời để học, em cảm thấy vui và tự tin hơn. Em mong rằng em có thể được học ngoài trời nhiều hơn. Hôm nay thì vô tình thì mình đến dẫn các bé tới đây để chơi ngày thứ bảy chủ nhật. Thì mình thấy nhà thiếu nhi đưa các bé ra ngoài đây thì mình thấy rất là vui để cho hòa mình với thiên nhiên. Có lẽ là sau khi ngày hôm nay thì mình sẽ đăng ký cho hai bé nhà mình đến đây để được học tập và rèn luyện theo cái khóa học như thế này. Hiệu quả thay đổi không gian học đã có phần giúp các em hứng thú và say mê với các môn học năng khiếu. Trong dịp hè 2017, ngoài sự đổi mới trong phương pháp giảng dạy các bộ môn năng khiếu, nhà thiếu nhi Lâm Đồng còn tổ chức những bộ môn ngoại khóa phát triển kỹ năng sống cùng với những chương trình mang tính xã hội, phát triển cộng đồng cho nhiều độ tuổi.